phố bỗng vắng hoe, phố xá im đìm không bóng người qua lại. Tôi đạp xe mà lòng sao trống trải, đầu náo nức mọi ngày, đâu nhịp bước song đôi. Biết nói gì về những người chiến binh áo trắng, bất chấp hiểm nguy giữa tâm dịch cứu người. Bác sĩ Khoa đã không về với vợ, anh đã đi xa như người lính giữa trận tiền. Bạn thấy gì khi mỗi sáng nghe tin cán bộ ngành y có những người nhiễm dịch, có những người nằm xuống cho quê hương, cho đồng loại trước sinh. Có những ngày đất nước bạn nước mình, ai cũng hoang mang bất an và phòng tránh, chỉ anh em ta giữa tuyến đầu mặt trận, bất chấp hiểm nguy để đất nước được an bình. Những ngày dài thật quá đỗi gian lao, nhưng cũng không thiếu vinh quang và hạnh phúc. Ta vẫn tin rằng sẽ sớm, rất sớm thôi, dịch bệnh sẽ ngoai đi, mọi người quy sum họp với tình thương và lòng nhân ái của con người. Chúng ta sẽ được về nhà với nụ cười chiến thắng. Nơi tuyến đầu con hứa